con pin Chanok mang vẻ ngoài nữ thần, nhưng lúc được yêu cầu mới sử dụng. Giao diện dịu dàng, ngọt ngào, nhưng hệ điều hành hổ báo. Chỉ giữ nét dịu dàng cho mình anh bồ, với trai khác thì miễn đi. Với người yêu. Với trai khác. Bây giờ nó mình khốn nhạc. สวยมากๆแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่อนอ่อนโยนอ่อนโยนแบบแบ๊วแบ๊วแบ๊วเออแต่พอเจอของจริงก็เฮ้ยเฮ้ยเสื่อหือ là tiểu phẩm tấu hài hết bị bạn bè lại tới quản lý bóc phốt แล้วเขาอ่ะแบบไปอีกทางด้วยนะตะโกนเรียกเขาคุณพี่คะนี่คุณพี่คะทำไมคะพี่รับน้องหนูมาหน่อยค่ะน้องหนูจะไปรีโน่เด็ดมาวูชีชุดเดินเสหุบออนไลน์โดยยันเก็ตดังบีเลือฝ่ายบ้านโวยซื้อลงซื้อรถก็คือซื้อในไลน์เหมือนกันเคยค่ะเคยซื้อในไลน์เหมือนกันเข็ดไหมเข็ดนะคะก็เลยซื้อในไลน์ก็เลยซื้อในวอทแอปแทนใบเฟิร์นพิมชานกล่ะ một trong những mỹ nhân tbiz hot nhất được yêu thích nhất vì không chỉ xinh đẹp như nữ thần mà còn có diễn xuất siêu ấn tượng. Thế nhưng cô gái này còn nhiều điểm thú vị hơn nhiều trong tính cách đấy, nổi bật nhất là hề. Bất cứ ai gặp Bài Phương cũng đều phải thốt lên rằng cô nàng quá xinh đẹp, gương mặt không một khuyết điểm, ngũ quan hoàn hảo, vóc dáng gây mê, thật không có gì để chê. Mà không chỉ khán giả, đến các sao nam đóng cùng cũng thừa nhận điều đó. Ai cũng nghĩ Bài Phương sẽ là mỹ nữ an tĩnh, đẹp dịu dàng, thùy mị, nết na, nhưng hợp tác rồi mới té ngửa vì gặp chúng thánh lầy lại còn siêu hổ báo. Trên phim trường hay ngoài đời chắc chắn sẽ không có những khoảnh khắc cười ngọt ngào, e lệ đâu nha. Anh chàng Nadek từng diễn tả Bài Phương ngồi gác chân lớn tiếng nói chuyện, những đàn em thì đều được thấy sự hào sảng như anh em của người đẹp này. Từng có lần Bài Phương đi sự kiện chung với Chen Chirazu và cô nàng đã lập tức đứng ngoài trêu anh chàng giữa lúc người ta đang trả lời phỏng vấn bằng những câu hỏi hóc búa khiến cả dàn phóng viên lẫn chính chủ đều không thể nhịn cười, tới khi bị trả đũa thì lại giả bộ tức giận đuổi người ta về. Có thể nói sự nữ tính nhỏ nhẹ dường như chỉ được Bài Phương thể hiện khi ở cạnh anh người yêu Nai Napat mà thôi. Ở cạnh Nai, Bài Phương luôn có những khoảnh khắc đẹp như nàng thơ, nũng nịu, dựa dẫm, là một cô bạn gái siêu đáng yêu. Còn với những trai đẹp khác, cô coi như bạn cùng giới chẳng giữ hình tượng hay câu nệ chút nào. Nhưng chính sự thoải mái tự nhiên đó đã giúp người ta dễ hòa hợp khi diễn xuất cùng bất cứ nam diễn viên nào và quá trình hợp tác luôn rất suôn sẻ. Bài Phương còn là một cô nàng siêu hài hước, thậm chí còn khiến fan nghi ngờ quyết tâm theo đuổi con đường làm diễn viên hài trên top top nữa cơ. Đã có rất nhiều clip, hình ảnh nữ thần màn ảnh tạo nét bằng những chiếc clip diễn sâu vai hề, những khoảnh khắc nhảy nhót dở hơi, làm biểu cảm ô dề để trêu đùa, chọc cười người khác. Thậm chí fan còn bình luận rằng trời cho Bài Phương Pim Chanok nhan sắc nhưng lại quên cho xem hướng dẫn sử dụng. Có thể nói sự lầy lội, cà nhây của nữ chính chiếc lá cuốn bay là không có điểm dừng, không có giới hạn. Cô nàng từng bị quản lý bóc phốt ngay thảm đỏ lễ trao giải rằng trễ giờ đi nhận giải thế là lao ra ngoài đường gọi anh xe ôm ầm ầm lên đòi người ta chở đi ngay, hay luôn đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn không ai biết đường trả lời. Mặc áo thì thích ngược từ trước ra sau, ăn cũng nhiều, ngôi sao mà một mình ăn hai tô hủ tiếu, tới nỗi phải tháo nút quần ra vì bụng căng chịu không nổi. Hay có lần người đẹp này đi chơi cầu lông mà than thở ít bạn quá chơi không đủ, thế là một người bạn liền quay clip cả cái sân bao nhiêu con người, rồi quay ra hỏi người đẹp là ít dữ chưa, khiến chính chủ chỉ biết sụi lơ xấu hổ và cười ngất. Và siêu sao như Bài Phương cũng mê shopping online mọi người ơi, cô nàng từng không ít lần gặp kiếp nạn với việc này như mua áo về nhưng chỉ xỏ được vào tới cổ là hết cỡ. Thế nhưng lần sau người đẹp còn vô tri đỉnh điểm hơn khi dám lên chốt đơn cả xế hộp luôn nha. Cứ tưởng người thành công là có lối đi riêng nhưng lối đi này vào ngõ cụt luôn. Cô cho hay bạn bè ai cũng ngăn cản hết nhưng chính chủ cảm thấy có người bán thì có người mua, người ta vẫn mua ầm ầm đấy thôi, thế là nàng ta mua. Kết quả của lần táo bạo tự chủ ấy chính là mua xe về thì phát hiện xe có vấn đề, bản thân bị lừa nên lại phải bán đi vội.